Hiện nay, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày một nhiều đã gây ô nhiễm môi trường cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe sinh hoạt và sản xuất của một bộ phận nhân dân. Trên thực trạng trên, các ngành chức năng, các địa phương đã nỗ lực thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra. Trong đó, vườn quy hoạch xây dựng các khu xử lý rác tập trung để ưu tiên thực hiện. Tuy nhiên, việc chọn vị trí để xây dựng luôn là bài toán nan giải do chưa nhận được sự đồng thuận của người dân sinh sống quanh khu vực này. Vấn đề lựa chọn vị trí để xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung đặc biệt khó khăn với các địa phương vùng đô thị và đồng bằng do mật độ dân cư đông. Có địa phương khi chính quyền đã tiến hành lập quy hoạch và đầu tư kinh phí để xây dựng thì quá trình triển khai thực hiện lại vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía người dân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới vòng luẩn quẩn của quá trình ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt ngày một nhiều, trong khi biện pháp xử lý lại chưa được thực hiện triệt để. Tại một số địa phương, đến nay vẫn chưa xây dựng được bãi rác tạm nên số lượng rác thải tồn đọng ngày một nhiều và dẫn tới tình trạng xuất hiện ngày một nhiều các bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường cục bộ. Xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường là một trong những địa phương chưa thể thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới do gặp khó khăn trong quá trình xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung. Mặc dù xã đã thành lập được hợp tác xã môi trường thực hiện thu gom rác định kỳ, song việc tập kết và xử lý rác vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Toàn bộ lượng rác sinh hoạt hàng ngày của xã mới chỉ được thu gom, tập kết để chôn lấp hoặc đốt tạm thời tại ba bãi rác tạm dọc các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Dự án đầu tư xây dựng lò đốt rác tập trung của xã vẫn dậm chân tại chỗ, chưa tìm được vị trí phù hợp và được người dân chấp thuận. Khó khăn trong quy hoạch bãi rác thải tập trung của xã nó có mấy cái vấn đề. Một là hiện nay địa bàn xã là đang quy hoạch cái khu chợ đầu mối tập trung. Thứ hai nữa là cái vùng nuôi trồng thủy sản, là cho nên là cái quy hoạch bãi rác cũng khó khăn. Thứ ba nữa là cái sự ủng hộ của nhân dân đối với bỏ bãi rác là cũng chưa cao, cho nên là dẫn đến cái khâu giải phóng mặt bằng là cũng khó khăn vướng mắc. Thiết nghĩ việc lựa chọn vị trí và công nghệ phù hợp để đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung là việc làm cần thiết trong công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững của mỗi cộng đồng địa phương. Và để làm được điều này, rất cần có sự chung sức vào cuộc của các ngành chức năng và sự đồng thuận từ phía